Kênh YouTube của mình hôm nay mình sẽ review câu chuyện Con cáo được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Gia tộc Mỹ Nhân được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review quả chuối. Quả chuối nó sẽ có cái màu vàng, khi quả chuối chín sẽ có cái màu vàng, và bên trong cái ruột của chuối nó sẽ là có cái vị ngọt, và mình thấy vị chuối rất là thơm. Khi quả chuối chín thì nó có rất là nhiều dinh dưỡng, và quả chuối xanh cũng có cái tác dụng đó là giúp các chị em giảm cân. Mình nghe nói là chuối xanh mà để luộc lên thì sẽ giúp cho các chị em giảm được đa rất là nhiều cân. Và trong cái hàm lượng cho chuối xanh nó có một cái chất để làm cho vừa đẹp dáng vừa đẹp da. Thành phần dinh dưỡng trong chuối thì khá lớn. Nếu mà mỗi ngày chúng ta ăn một quả chuối thì nó sẽ giúp cho các chị em cải thiện cái lượng canxi ở trong cơ thể rất là tốt. Trông ngài cáo kìa, vóc dáng chúng thật nhỏ xinh, động tác rõ lanh lẹ, dựa vào lông mà người ta nhận ra các giống cáo khác nhau, có giống cáo đỏ, cáo xám, cáo trắng, cáo bắc cực và cả cáo lam lông màu xanh xám nữa, tuyệt đẹp phải không? Gà Lôi đang dẫn vợ con đi kiếm mồi, đột nhiên chàng cáo được ở đâu xuất hiện, khiến cả nhà gà sợ chết khiếp. Cáo được chốc chốc lại lăn lộn trên mặt đất, chốc lại nhúc nhúc cái đầu, làm đám gà hoa hết cả mắt. Chẳng mấy chốc, Gà Lôi quên bén nhiệm vụ bảo vệ gia đình mình, và cứ thế là cáo cái lập tức từ phía sau lao tới cắn cho gà mái tha vào bụi cỏ. Liền đó nó lại cắn con gà con rồi ra hiệu cho chồng. Cáo đực lập tức dùng màn biểu diễn nhảy vào bụi cỏ ngoạm lấy con gà Lôi, thế là hai vợ chồng cùng nhau biến mất hút. Lúc này, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hắc Tinh Tinh được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thông minh số 1 được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review quả chôm chôm. Bên vỏ ngoài của quả chôm chôm nó có rất nhiều cái gai như thế này, và gai của nó là gai mềm. Khi các bạn bóc một cái lớp vỏ bỏ gai này ra thì bên trong ruột quả chôm chôm nó sẽ có màu trong suốt như thế này, giống như quả nhãn. Và vỏ này cũng giống như quả nhãn và quả vải. Nhưng mà cái quả chôm chôm này, cái ruột của nó sẽ có cái độ ngọt và độ dai hơn so với những cái quả nhãn. Cồi của nó cũng khá là dày, bên trong có nhiều loại loại quả chôm chôm, cái hạt của nó rất là bé, cái cồi của nó rất là nhiều. Ăn cái quả chôm chôm rất là ngọt và nó sẽ không bị nóng như cái quả vải hoặc là quả nhãn.
Hắc Tinh Tinh rất giỏi là ngoại giao, chúng biết dùng đủ âm thanh và cử chỉ khác nhau để bày tỏ tình cảm của mình. Hắc Tinh Tinh thích vuốt ve, ôm ấp, hôn hít, chải đầu cho nhau, thậm chí hợp cạn thì mới chơi với nhau. Còn bằng không thì sẽ phớt lờ luôn. Đôi găng tay dè dặn, bạn có thích Hắc Tinh Tinh luôn nắm chặt bàn tay rồi tề xuống đất mỗi khi chuyển di chuyển không? Lẽ nào chúng không sợ bị chảy xước nhỉ? Không sao đâu, mặt ngoài bàn tay của Tinh Tinh có một lớp siêu dày. Hóa ra Tinh Tinh có một đôi găng tay tự nhiên, thật tuyệt vời. Với loài Hắc Tinh Tinh, thường con cái biết nghe lời hơn con đực, nên chúng học hỏi những điều mẹ dạy có phần nhanh hơn. Hàng ngày, Hắc Tinh Tinh thường phải mất 6 tiếng để đi tìm thức ăn. Thực đơn của chúng rất phong phú, từ lá cây, hoa quả đến mật ong, côn trùng. Hắc Tinh Tinh đặc biệt khoái món hoa quả rụng, còn biết ngâm xuống suối để rửa cho sạch nữa cơ. Sau khi được huấn luyện, Hắc Tinh Tinh biết quét nhà bằng chổi và hút thuốc y như người thật. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Con đười ươi được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trông như cụ non được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review quả mít. Quả mít là một loại quả ăn rất là ngon và thơm. Và quả mít này sẽ có rất là cái mùi ở trên lưu hương trên cơ thể của mình khá là lâu. Nó có thể bài tiết qua đường tiết niệu và đường mồ hôi của chúng ta. Với quả mít thì bên ngoài nó sẽ có những cái gai nhỏ li ti như thế này. Với cách lựa chọn của thời xưa thì những cái quả mít nào có cái gai càng 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 thấp và càng to thì nó sẽ là quả mít ngon. Bên trong quả mít nó sẽ có từng múi và mỗi một múi nó sẽ có những cái hạt như thế này, những cái hạt mít. Khi chúng ta bỏ ra chúng ta sẽ nhìn thấy có ruột mít này, cái cồi mít này và đây là các hạt các múi mít được xếp với nhau. Đười ươi thuộc vào họ hàng to lớn trong các loài thú sống trên cây. Chúng sống một mình, một giang sơn, những ngọn cây cao trong các khu rừng rậm nhiệt đới. Đười ươi rất thích biết cách sử dụng công cụ để phục vụ mình. Khi trời mưa, chúng biết xòe lá cây làm ô che đầu. Khi khát, chúng biết cuộn lá cây thành cốc uống nước. Chúng còn biết lấy lá cây làm khăn lau mặt, biết úp khít hai bàn chân vào nhau để túm cành cây cho chặt. Chú đười ươi kia tóc rụng hết cả, chắc già rồi. Thì thực đười ươi bẩm sinh đã bị hói đầu đấy. Nhìn kìa, cái trán hói và đôi tai bé xíu, trông hệt ông cụ non. Chẳng trách mọi người gọi chúng là các ông thỏ. Với vượn lông đỏ,